À, mời các bạn, đây là bông hoa đã lở bông rồi. Hoa nhãn này đã lở bông rồi các bạn nhé. Cũng hứa hẹn nó sẽ cho nhiều trái này. Ong rất nhiều các bạn nhé. Xin chào các bạn, đây là đàn ong, các cái hòm ong của người nuôi ong. Hôm nay họ cũng thường thường vào những năm vào những mùa hoa nhãn thì bà con cũng những người nuôi ong ấy, họ di cư đàn ong lên khu vực trên sông Mã Sơn La. Họ lấy mật ong bằng họ làm mật ong ấy, thì cái hoa nhãn này được biết là rất là tốt trong các loại hoa để cho đàn ong lấy làm mật. Và hôm nay mình cũng tình cờ đi qua thì thấy đàn ong rất là nhiều. Được biết là anh chủ hòm ong ở đây cũng chia sẻ là hơn 300 hòm ong, hơn 300 đàn. Cũng không biết là hơn 300 đàn.
quả nhãn này năm nay cũng khá là một đặt một cái hy vọng rất là lớn, được xuất khẩu đi rất là nhiều nhãn, đem lại cái nguồn thu nhập rất khá là ổn cho bà con nông dân. Mời các bạn chiêm ngưỡng nha, hoa rất là khủng khiếp, rất đẹp. Cái bạt ngàn hoa, cái hoa nhãn này cũng nhờ cái đàn ong đến này. Mình chỉ view cho các bạn nhé, đây cái hoa nhãn, cây nhãn ở trên sông Mã mình. Đây là cây nhãn này. Cây này cũng cây trồng này là rất là nhiều cây cổ thụ to nha các bạn. Cây này mới gọi là chắc cũng trồng cách đây khoảng 3-5 năm thôi các bạn. Và đã cho thu hoạch từ khi trồng cách khoảng 2 năm là đã cho thu hoạch rồi. Vì cái giống nhãn này là giống nhãn ghép nha các bạn. Giống nhãn mới ghép thì có chín sớm với cả nhãn bình thường, nhãn thuần. Ở bên kia rất là nhiều luôn này, rất là nắng nha. Mời các bạn, đây là bông hoa đã lở bông rồi, hoa nhãn này đã lở bông rồi các bạn nhé, cũng hứa hẹn nó sẽ cho nhiều trái này, ong rất nhiều các bạn nhé. Cây phát triển rất là tốt này. Các bạn nhìn thấy đàn ong không? Cái đàn ong này có lẽ từ cái hòm lúc nãy mình quay đấy. Mùa hoa nhãn là các hộ nuôi ong ở khắp nơi họ đổ về sông Mã mình để cho đàn ong đi lấy phân hoa bằng hoa nhãn này. Do trời nắng thì mình review các bạn cũng nhìn hơi khó nha các bạn nhé. Kia là những cây to đấy, những cây to này cũng khá nhiều năm rồi, cũng 15-20 năm rồi các bạn ạ. Hoa lở hết luôn nha các bạn. Đây là hoa nhãn. Sắp tới sẽ có quả thì mình lại review cho các bạn về cái quả nhãn bắt đầu có quả. Chắc chắn là cái cây nhãn này mình sẽ làm rất là nhiều video để gửi gắm các bạn, chia sẻ với các bạn về cái một cái cây cây nhãn trên sông Mã mình hiện đã cho thu nhập các hộ gia đình rất là ổn định, rất là dư dả. Mời các bạn chiêm ngưỡng nhé. Ở đây mình quay đứng đây thì cũng bình thường thôi, nếu mình có flycam mình quay trên cao thì các hoa nhãn thì các bạn nhìn rất là phê luôn, hoa hơi phớt phớt vàng bạt ngàn. Rất tiếc mình không có flycam. Mời các bạn nhìn thấy không? Bạt ngàn hoa nhãn hơi phớt phớt màu vàng một chút. Bông này, cây này phát triển rất tốt này. Rất là nhiều luôn nhé các bạn. Đó, các bạn thấy chưa? Do trời nắng cho nên là nhìn review nó không được đẹp cho lắm các bạn. Đấy, các bạn nhìn trong mát này, hoa nhãn.
rất là nhiều, rất là sai. Sau khi có quả mình sẽ review các bạn có quả, và chắc chắn là sẽ rất nhiều cái video mình sẽ review cái thu hoạch nhãn. Cũng xin phép là cái video này mình sẽ dừng video tại đây. Và trong những video tiếp theo mình sẽ giới thiệu thêm về các bạn về cái cây hoa nhãn ở trên sông Mã mình nhé. Các bạn hãy đăng ký và chia sẻ những video này để gửi gắm tất cả các bạn khác cùng biết về cái giống nhãn sông Mã mình nhé.